nắng đã quay trở lại với biển Nha Trang sau những tháng mưa dai dẳng. Đón nắng sau mùa mưa, biển Nha Trang như trở thành một vùng biển khác. Ngay cả người Nha Trang cũng mong chờ nắng ấm. Những du khách đến từ những miền đất lạnh giá thì lại càng háo hức hơn. Họ dành trọn cả ngày bên biển Nha Trang để tắm biển và để tắm nắng. Bơi trong sóng biển ấm áp dưới nắng, những trò chơi trên cát cũng dưới nắng, hay chỉ đơn giản đọc sách trong nắng. Chỉ vậy thôi cũng đủ bù đắp cho nhiều du khách khi họ đã vượt qua cả một chặng đường dài để đến đây. Tất nhiên, tôi yêu cái nắng ở nơi này. Đó cũng là lý do tôi đến Việt Nam. Đến Nha Trang, tôi né tránh được cái lạnh ở nước Nga. Tôi thích bơi trong sóng biển ấm áp. Nhưng ngày hôm nay, nước biển vẫn rất ấm. Ngoài kia hiện giờ là trời tiết nó đang rất là lạnh và gió mùa đông bắc đang tràn về. Nên trong này thì biển rất là ấm, phù hợp để cho trẻ con vui chơi mà bố mẹ thì không lo đến việc phải lạnh. Nắng sau mùa mưa, nắng giữa những ngày đông lạnh giá. Có lẽ vì vậy mà nắng Nha Trang trong tháng này càng dễ gây ấn tượng hơn trong lòng du khách. Sức hút của Nha Trang một phần cũng bắt đầu từ nắng ấm. Chúng ta bước chân xuống bờ biển, đi cái đôi chân trần nhẹ nhàng trên cái triền cát trắng và đón nhận những cái ánh nắng vàng ươm như rót mật vào cái buổi sáng sớm như vậy. Cái cảm giác của một con người đã thực sự thấy như mình được hòa cùng với thiên nhiên. Chiều muộn, nhiều người vẫn ở lại bên biển Nha Trang như muốn níu giữ cảm giác ấm áp từ nắng. Và những người yêu Nha Trang và mê nhiếp ảnh như Hồ Trung Lâm mê mải ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất ở biển Nha Trang trong buổi chiều nắng ấm. Những bức ảnh sẽ như món quà ấm áp gửi đến mọi người. Ai cũng vậy, cứ đi qua những ngày mưa lạnh thì lại càng thương, càng quý những ngày nắng ấm.